Ủa nhiên nào nữa đó, chị nhồi game chị yên đi. Thôi đợi yên đợi. Thôi yên đi. Chị yên qua. Rồi quay mấy này thì em lấy quán nát chứ 600 ly. Em ghi 600. Yên là hồi sáng thì mới ra đúng không? Dạ. Không ngủ răng ly. Dạ. Chứ là ngủ riêng đây chứ, ngủ riêng. Không, ngủ chung ngủ. Mỗi người mỗi phòng thở. Ngồi sớm à? Thế nào mới không thường nữa.
Nào, đây là chắc là chắc là hồi trước là cũng rớt rồi. Nhưng mà nghi nghi lắm. Chị chưa bao giờ mà cầm điện thoại mà ngủ mà điện thoại rớt nha. Chưa bao giờ luôn. Vì khi mà mọi chuyện xong xuôi rồi chị mới cắm sạc chị đi ngủ. Ông Bi là cầm điện thoại là coi là ngủ miết không biết bao nhiêu lần rồi. À, chị này kia xong rồi chị mới ngủ chứ chị không bao giờ coi chị đó mà chị ngủ luộc luôn á. Không bao giờ luôn. Bây là ngủ là điện thoại rất vô mạc luôn bình thường. Rất miết. Yeah.